Hello. Chào mọi người, thì hôm nay mình có dịp được tiếp xúc với một bộ chuyển đổi nguồn ATS Kyung Dong 400A loại 3 pha. Thì ở cái này mình không sử dụng bộ smart gain để điều khiển mà mình sử dụng một cái bộ điều khiển ATS Control V3 của anh Minh DT. Đây là bộ Minh DT ATS Control V3. Rồi thì bình thường anh Minh anh có với nhiều rất là nhiều người người ta đấu thì người ta sử dụng bộ này với là hai cái contactor dùng để chuyển đổi nguồn, nhưng mà ở đây mình sử dụng nguồn công suất lớn tới 400A nên là mình chuyển qua mình sử dụng bộ Kyung Dong 400A này. Thì ở đây cái bộ này nó sẽ khi mà đóng ngắt nó đóng bằng cơ nên là nó không có ngậm điện liên tục nên là độ bền nó sẽ cao hơn cái đóng ngắt bằng khởi động từ contactor. Đóng ngắt bằng contactor thì với công suất nhỏ thì không sao, chứ mà công suất lớn thì nó ngậm điện liên tục thì cái độ bền tuổi thọ nó sẽ không cao. Rồi đó là lý do để mình chọn cái bộ Kyung Dong này. Rồi thì cái bộ này nó sẽ có là tiếp điểm. Ở trên đây là tiếp điểm của nguồn A, ở dưới này là tiếp điểm của nguồn B và phía dưới này là tiếp điểm nguồn ra. Đó, đây là loại 3 pha. Còn chỗ này nó sẽ có các kẹp chân đây. Đây, mọi người có thể thấy kẹp chân A1 này nó sẽ có tác dụng là kích kích nguồn A. Có nghĩa là khi mà cấp điện 220V vào thì nó sẽ ưu tiên nó nhảy về nguồn A. Cặp BB1 này nó sẽ ưu tiên là nguồn B, và cặp A nhỏ A1 A2 nhỏ này nó là cặp chân báo nguồn điện của A1 A2. Có nghĩa là khi mà nguồn nó đang ở vị trí A1 A2 A2 lớn nguồn A thì nó sẽ thông A1 nhỏ và A2 nhỏ với nhau, nó sẽ thông mạch với nhau và tương tự B1 B2 nhỏ này cũng là báo có điện của cặp của cái nguồn B. Thì ở đây mình sẽ đấu vào nó vào hai cái bóng đèn LED đây. Ở đây mình sẽ đấu hai cái đèn vào tiếp điểm A1 nhỏ, A1 A2 nhỏ và B1 B2 nhỏ để mình làm tiếp điểm báo nguồn điện. Rồi hiện tại ở đây mình đang cấp nguồn 220V để mình thử cái phần về cái mạch điều khiển trước, thì sau này mình sẽ cấp phần động lực vào những cái tiếp điểm nữa này là xong. Đó, thì đi kèm cái mạch Minh DT này này mình phải sử dụng thêm một cái mạch sạc nữa. Thì anh Minh DT anh cũng có luôn cái mạch sạc ắc quy 3 giai đoạn, thì mình cũng có mua luôn. Này, đây là một bộ nó sẽ đi kèm như là một bộ ATS và một bộ sạc, nó sẽ thành một bộ ra mình ráp thành một tổ ATS. Thì ở đây mình đang sử dụng một cái nguồn ắc quy 12V để mình cấp vào bộ ATS này để cho khi nó dự phòng khi mà mất điện thì nó có sẽ nó sẽ hoạt động để nó điều khiển máy phát, khởi động máy phát. Thì cái bộ này nó hoạt động được ở điện 24V và điện 12V luôn, và nó sử dụng được cho cả máy xăng và máy dầu nên là nói chung là giá rẻ và cũng khá là dễ sử dụng. Mình đây lần đầu tiên mình sử dụng nên là mình cũng không có bỡ ngỡ gì lắm, mình đấu một lần lại ngay luôn. Rồi hiện tại là mình đã cấp nguồn điện vào đây, bây giờ mình sẽ tắt hai CP nguồn luôn đi. Đó, mình tắt hai CP nguồn đây, là nguồn main và nguồn gain. Main là nguồn điện lưới và gain là nguồn máy phát. Thì đây khi mà mất điện thì nó sẽ đề máy phát đây. Bây giờ mình sẽ bật nguồn điện chính lên ở hai CP, mình sẽ đo cho đây là CP điện chính và đây CP điện lưới và đây CP máy phát. Đây là sau khi có điện thì chờ 5 giây nó sẽ đóng cái relay của cái nguồn chính để cho nó điều khiển cái bộ kêu nông này, nó sẽ chuyển về nguồn A. Khi mà sáng nguồn A thì đây là đèn xanh, mình đã đấu với cái chân báo điện báo báo tải của cái nguồn A nên là đây là đang sử dụng điện điện của điện lưới đây. Còn trên bộ Minh DT này, bộ ATS này nó báo là đang sử dụng là nguồn main đó. Cái đèn xanh này là đèn báo nguồn vào
khi mà có nguồn vào thì nó sẽ sáng đèn xanh, còn cái đèn đỏ này á, là nó báo cái khi mà đóng cái rờ le, khi là đóng tải của cái nguồn nào thì nó báo đèn đó. Ví dụ như đây là đèn xanh này là báo nguồn vào của nguồn điện chính là có, thì nó đóng cái rờ le của nguồn điện chính thì đèn, đây là đèn đỏ đó. Thì như vậy nó đơn giản hơn, nó hoạt động tự động hết toàn bộ luôn. Bây giờ mình sẽ tắt CP nguồn chính đi, đấy là trường hợp mất điện. Còn bình thường thì mọi người hãy phải cấp điện liên tục để khi mà mất điện thì nó mới tự động nó nhảy. Còn đây mình không có mình đấu test thôi, nên là mình sẽ tiến hành mình tắt cầu dao. Rồi khi mình tắt cầu dao đi thì cái nguồn men nó đã tắt rồi này, đó nguồn men đã tắt và nó sẽ chờ trong vòng 5 giây nó sẽ bắt đầu nó thực hiện cái chu trình nó khởi động máy phát lên. Thì chi tiết cái bộ này thì mọi người có lên mạng tìm hiểu thông tin đó. Sau khi nó báo đề máy phát, bây giờ ví dụ như có điện lưới, đề máy phát xong, có điện lưới, đã có điện lưới thì chúng ta sẽ chờ tiếp trong vòng 5 giây nó sẽ chuyển cái này về nguồn điện dự phòng là nguồn điện B đó, nó chuyển qua lại giữa nguồn điện lưới và nguồn điện máy phát như vậy. Ví dụ như hiện tại nó đang chạy máy phát đi, đây nó đang chạy nguồn điện máy phát, đang mình trang cho nguồn điện máy phát. Bây giờ mình sẽ bật tiếp CV điện lưới lên đó, mình bật tiếp CV điện lưới lên thì CV điện lưới lên và nó đã sáng lên, chờ 5 giây nó sẽ chuyển cái bộ này về lại điện lưới, nó sẽ chuyển này là về lại điện lưới cho chúng ta. Và nó sẽ trong vòng 30 giây sau nó sẽ cho cái máy phát điện chúng ta chạy không tải trong vòng 30 giây để làm mát, sau đó nó sẽ tiến hành tắt máy phát đi. Như vậy là xong một cái chu kỳ rồi. Còn ngoài ra cái bộ này nó cũng khá nhiều chức năng, như chức năng là điều khiển bằng tay rồi các thứ nữa, nhưng mà mình không đấu, mình đang để cho nó chạy tự động hết toàn bộ đó. Như vậy là tắt máy phát đi rồi, như vậy là xong. Thì bình thường nó sẽ chạy tự động hết toàn bộ như vậy. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người có thắc mắc, có góp ý gì thêm thì góp ý cho mình nhé. Cảm ơn mọi người.